Việc của lớp à? Vậy tại sao em phải đi với thằng Nam? Em phải tổ chức văn nghệ cho lớp, nên nhờ Nam chở đến vài nơi để hỏi thuê loa máy. Nhờ Nam, nhờ Nam. Vậy sao em không nói danh một tiếng? Lớp anh đầy thằng của loa máy, tụi nó cho mượn không, không vay thuê gì hết á. Anh mắc cười quá à. Việc lớp em lo, chứ việc gì em cũng phải hỏi anh hả? Mà hôm nay anh sao vậy? Có bao giờ anh nói chuyện với em kiểu vậy đâu. Tôi chẳng sao hết á. Nhưng như vậy là cô coi thường tôi. Cô thích xe máy Gia Di Dung chứ gì? Còn chiếc xe đạp cà tàng này, cô xứng với cô hả? Khổ lắm, em có nói như vậy đâu. Chỉ là việc của lớp nên em mới nhờ Nam. Với lại Nam cũng là người cùng tham gia tổ chức, nên chúng em mới đi với nhau, chứ có gì đâu. Ai nhắn vậy? Nam anh ạ. Đưa tôi xem nào. Như vậy là sao? Cô bảo là đi thuê đồ cho nghề cho lớp cơ mà. Em đi thuê đồ về cho lớp thiệt mà. Và Nam cũng có việc nhờ em. Anh đừng hiểu lầm, rồi ghen bóng nghiêng gió. Hiểu lầm à? Cô dối trái với tôi, làm tôi không chịu được. Cô lại còn bảo tôi ghen bóng nghiêng gió nữa à? Thôi anh cứ vào nhà đi đã, để em giải thích. Chứ anh cứ làm ồn thế này, mọi người cười cho. Cười thì cười. Nếu như tôi không bắt được tin nhắn này, thì cô còn lừa tôi đến bao giờ nữa hả? Nếu là cô có chịu được không? Khổ quá, không phải như vậy đâu. Anh làm em đau rồi đó. Đau à? Cô có biết cô làm tôi đau thế nào khi cô dối gạt tôi không? Anh buông em ra để em giải thích đã. Khỏi cần giải thích gì hết. Nếu cô còn nói nữa là tôi sẽ quýnh cô đó. Anh không công bằng một chút nào cả. Anh có bạn bè thì em cũng phải có những mối quan hệ của mình chứ. Quan hệ này à! Giận dữ vậy chứ? Có thể việc mình đi với Nam đã làm anh khó chịu, nhưng mình cũng cần có bạn bè chứ. Đúng là tin nhắn của Nam không rõ ý, nhưng mình có thấy gì sai trái ở đó đâu. Người gì mà ghen khiếp đi được, đang hiền lành là thế, đùng một cái biến thành ông Trương Phi. Cũng tại mình, giá như mình cứ nói luôn là Nam đã nhờ mình giúp nó hòa giải với bạn gái thì hay hơn. Dì ơi, dì. Minh Anh à. Cậu với ông Hoàng có chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại hỏi vậy? Lúc mình vô, mình gặp ông Hoàng. Ổng đùng đùng đạp xe ra, mặt như đâm lê vậy, hỏi gì cũng chẳng nói. Thì cũng có chuyện. Cậu đã biết rồi, mình cũng không giấu nữa. Chả là lúc nãy mình đi cùng Nam thay đồ cho hội diễn, anh Hoàng thấy nên ảnh giận. Vậy sao quần lại sập sệt thế này? Hai cậu có xô xát gì không đó? Cũng là ảnh hiền là như vậy, mà lúc giận cũng la hét rồi tát mình nữa. Vậy là không được rồi. Tại sao có mỗi lần giận là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay như vậy? Mình tưởng có mỗi ông Đông nhà mình như vậy, ai ngờ đàn ông bây giờ chán thiệt á. Mình cũng vừa nghĩ, chắc là do anh ấy nhìn thấy mình đi với Nam, sau đó Nam lại có tin nhắn lại, nên anh mới cư xử như vậy. Như mình nè, cái ông Đông quýnh mình một lần, mình bị bất ngờ. Đến lần thứ hai, mình nói chia tay luôn. Vậy là sợ. Từ đó, đối giống dở trò vũ phu đó ra nữa. Mình cũng thấy giận anh Hoàng, nhưng mình không mạnh mẽ được như cậu. Với lại, anh Hoàng cũng khác anh Đông. Có khi chỉ một chút xíu nữa là anh lại nhắn tin lại thôi. Không được, cậu phải gọi cho ổng và nói cho ra nhẽ. Có gì mình sẽ ở đây với cậu. Không thể để ghen dớ ghen giận, rồi nay dọa, mai đánh, rồi chẳng biết sẽ đi đến cái gì nữa đâu. Thôi, cứ để từ từ rồi mình sẽ nói lại sau. Không được, cậu phải nói luôn đi. Ai nhắn tin vậy? À, anh Hoàng. Anh xin lỗi vì chuyện vừa rồi.
đưa mình coi nè. Không được, không thể nói một câu như vậy xong được. Với lại... Thôi, anh ấy biết lỗi rồi. Mình nghĩ anh ấy sẽ không làm như vậy nữa đâu. Sao cậu cứ tự an ủi mình như vậy? Có phải ghen là cách thể hiện tình yêu đâu. Thôi thì anh ấy nhận lỗi rồi. Với lại mình cũng ngại mang tiếng đay nghiến chì chiết lắm. Mà nói như vậy anh ấy lại suy nghĩ, rồi xấu hổ vì những hành động của mình với mọi người. Như vậy thì mình cũng chẳng vui sướng gì. Thôi tùy cậu, nhưng theo mình thì không thể buông xuôi như vậy được. Anh Hoàng hiền nhưng cũng nóng tính lắm. Ép anh ấy phải thế nọ thế kia, rồi phải nhận lỗi này lỗi khác. Anh ấy lại khùng lên, rồi mất hết cả tình cảm. Bản quyền phim Tình huống thuộc về Ngôi nhà tuổi trẻ, dự án mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên. Địa chỉ số 5 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại 04 5540 241, 04 5540 155, fax 04 5540 241, email arhkfvk@vnn.vn, website www.giới tính tuổi tiên.org.vn. Mọi cá nhân tổ chức có thể in sao phim để sử dụng trong hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, nhưng cần ghi rõ bản quyền phim, đồng thời thông báo cho Ngôi nhà tuổi trẻ về mục đích sử dụng của mình. Khi in cần sao chép nguyên bản phim và phần hướng dẫn sử dụng phim. Tổ chức sản xuất Ship Media. Giới thiệu thể loại phim. Phim tình huống sẽ được sử dụng để mở đầu các cuộc thảo luận về các vấn đề sức khỏe sinh sản vị thành niên. Phim đưa ra các tình huống khó khăn về sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên và không phải là chuẩn mực trong cách ứng xử hoặc giải quyết các vấn đề này. Hiệu quả giáo dục chỉ đạt được khi các bạn trẻ tham gia thảo luận theo hướng dẫn hoặc tự nghiên cứu và tham khảo câu trả lời trong phần hỏi đáp giải thích.